Con này là hơi đá lân đấy anh em nhé. Được cái là mới đánh được 3 hôm mà rất là thuần. Con này khả năng con sọc thế nào, về ăn cám luôn. Anh em nào thích con này chuyển nhượng 500 luôn nhé. Đây có một đội 4 anh em đi đánh. Nhưng Trà Mào đợt này chim cú gáy hay sẽ làm cái kênh về Trà Mào để cho phục vụ anh em. Tại vì trong quá trình làm chim cú gáy rất nhiều anh em hỏi. Mình cũng thấy khá là bận rộn với chim gáy rồi nhưng mà thôi. Cũng quý anh em đi đánh chim cu, anh em đi đánh Trà Mào được thì mình bán hộ cho anh em một chút, gọi là cũng kiếm thêm gọi là một tí vào đó để phục vụ anh em chơi, nó phong phú thêm kênh của mình. Đó. Chim gáy dạo này mùa đông nó cũng gáy, nó cũng không sung, làm thêm mấy con Trà Mào, mấy con trè nữa. Cái này là đá lân này. Đó. Rất là thuần. Đấy. Rất là thuần. Anh em chơi phải cho ăn kèm quả hoa quả mà. Cám thì cám, nhưng ăn hoa quả thì Trà Mào rất là tự nhiên. Ở trên quê này có những cây đùm đũm mà không các bạn cho ăn chuối như mình cho ăn được. Rất thuần. Rất tự nhiên. Yếm rất dày luôn. Con này để cho các bác 500k nhé. Con này chắc chắn là con Trà Mào sọc. Rất thuần, rất đẹp. Màu hơi đổ ở phía trước. Đứng cầu rất ok. Rất thuần.
không bao giờ thấy nó nhảy lên thành lồng. Đấy. Đấy. Mình mà đang quay này, các bác gọi là mình chịu luôn. Rất là thuần, chân cẳng rất ok luôn nhé anh em nhé. Hứa với các bác là đăng con nào là mình chuyển cho bác con đấy, không có tình trạng là đăng một con là chuyển một con đâu. Tóm lại mình vẫn thích con này. Đấy. Đứng rất hiên ngang, rất thuần, dáng rất đẹp. 500k cho anh em nào sang tên đổi chủ luôn. Mọi chi tiết các bạn có thể alo cho Thao Cô Gái là 0335305982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy kênh bổ ích, video hay, tạo ra những cái không khí thư thái, cảm giác rất là thoải mái trong những cái ngày làm việc mệt mỏi, từ cái việc yêu thích chim cảnh này, các bạn có thể đăng ký kênh hoặc để lại một vài lời góp ý comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời và sẽ giao lưu với các bạn, cũng như sẽ có những cái video mới nhất ra hàng ngày, thậm chí là ra nhiều video trong ngày đó. Kênh của mình thì rất nhiều chim cu đó. Từ bữa đó là con mồi bên cạnh hot rất hăng. Các bạn nghe con mồi thì không bán đâu, nhưng mà thôi,
thỉnh thoảng nó cũng phải cho nó kích, nhưng mà úm vào các bạn, để cờ sâu vào, xong thỉnh thoảng chiều tối các bạn cho ra, cho nó căng một túi, cho nó tập dược một tí thôi. Mồi cho ra nhiều là không tốt. Đứng rất hồn nhiên. Cũng là đánh được thời gian đấy, nhưng mà hai em này mới đánh được mấy hôm mà cứ nháo, không có cái gì gọi là ấy cả. Cũng em này cũng là hàng đánh được, nhưng mà tại sao nó thuần thế, đứng rất hồn nhiên, nhảy rất khéo đấy. Đấy, thấy chưa? Rất khéo. Đứng rất hồn nhiên, nhảy rất khéo. Anh em nhá. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối thật là hiệu quả. Và các bạn hãy theo dõi, đồng hành cùng chim cô gái hay với những cái khoảnh khắc thiên nhiên. Những chú chào chào mào rất là đẹp, những chú chim cô gái rất là đẹp, những chim chú chòe than rất là đẹp. Hy vọng rằng kênh của mình sẽ đóng góp một màu sắc trên cái trang YouTube và trang Facebook. Các bạn có thể truy cập chimcugaihay.com hoặc chimcugaihay trên YouTube và trên Facebook. Thân ái chào tạm biệt.